Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án Lounge Spa ở trên sàn Bybit. Như các bạn đã biết thì Bybit dạo này cũng khá là nhiều cái chương trình Lounge Spa và những cái chương trình Lounge Spa cũng ít khá là nhiều nhé. Đấy, cũng ít 10 đến 20 lần đấy. Thì lần này thì sẽ có một cái dự án Lounge Spa tiếp ở trên sàn Bybit. Mình sẽ hướng dẫn với các bạn ngày hôm nay. Dự án Lounge Spa này thì cũng như lần trước thôi mọi người nhé. Lounge Spa số 14, dự án Open Block. Con này thì sẽ còn 5 day nữa là kết thúc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Chúng ta vẫn có hai cách để chúng ta tham gia, một là chúng ta hold bid, đồng bid token của sàn Bybit cũng như là chúng ta hold USDT. Đấy, thì bạn nào mà chưa hold hai cái dự án này, chưa làm hai cái dự án này thì mọi người có thể tham gia nhé. 5 day nữa là kết thúc thì nó sẽ hold ở đây. Bit này. Các bạn hold 50 bit. Các bạn tham gia một trong hai cái này nhá. Nếu mà các bạn tham gia lottery thì các bạn sẽ không được tham gia cái bông bên bên cái vòng đảm bảo này. Đấy, khi mà các bạn hold bit đấy, các bạn hold càng nhiều bit thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều OBX. Còn ở bên USDT này thì nó sẽ quay số may mắn các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà hold cứ 100 USDT trong vòng 5 ngày. Đấy thì ngày một ngày 100 đi. Đấy thì các bạn cứ để 100 ở đấy, yên tâm là chúng ta để ở đấy luôn. Đấy, đến sau thì chúng ta sẽ được một vé. Đấy, chúng ta được một vé thì sau đấy thì nó sẽ quay vé may mắn. Các bạn trúng ấy, thì các bạn sẽ nhận được 3.000 OBX nhé. Còn ở bên này thì nó sẽ chia sẻ theo số lượng. Bạn nào mà hô nhiều thì các bạn sẽ chia sẻ nhiều, mà hô ít thì các bạn chia sẻ ít. Đấy, ở đây thì là cái vòng đảm bảo, tức là các bạn vẫn nhận được nhưng mà chủ yếu là nó ít thôi nhé. Là ví dụ ở đây được 3.000 cái may mắn này, nhưng mà bên này thì các bạn chỉ được 1.500 thôi. Đấy, ví dụ như thế. Là như kiểu các bạn hô hô ít hơn mà. Nhưng mà cái bên bit này thì nó sẽ dành nhiều hơn này, nó dành 70.000 OBX, còn ở bên đây 30 70 triệu. Còn ở bên này thì có 30 triệu thôi. Đấy, bên lottery đấy, đấy bên này thì nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Ok, thì các bạn sẽ phải có một cái tài khoản Bybit nhá. Đấy, các bạn Bybit chúng ta xác minh KYC. Sau đấy thì vào phần Access chúng ta sẽ deposit USDT vào nhá. Ở đây thì mình có một ít USDT mình vẫn còn ở đây này. Ở trên spot mình vẫn còn một ít USDT. Đấy, mình để đây để làm totally luôn. Đây. Đấy, cũng có một ít bit nữa này. Còn 100 bao nhiêu USDT này. Bit không biết là bao nhiêu nhỉ, thử xem. 0,46. Xuống ghê nhỉ. Này các bạn ạ. Ngày trước nó lên 3 phẩy mấy cơ mà. Đây. Đây. Có cái ở bên MX sàn MXC ấy, là nó không xuống mấy thôi. Ở bên này thì chúng ta sẽ mua là 50. Thì chúng ta chỉ mất khoảng có 23 đồng thôi mọi người ạ. Chúng ta mua một ít đi nhỉ. Thấy nó xuống thấp quá. Đấy, mua một ít thôi. Đấy, coi như là chúng ta muốn 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 tham gia ở bên Hobbit cũng được. Đây, tại vì mình đã có đủ 50 bit rồi. Đấy, các bạn muốn hộp bên USDT cũng được, nhưng mà mình chọn bên USDT nhé. Rotary may mắn. Còn ở bên này thì 60 đồng thì may lắm được 1-2 đô. Đấy, nó không 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 có được nhiều. Rồi muốn nhiều thì chúng ta phải hô nhiều và hô hàng nghìn đồng trở lên đấy, 2-3 nghìn trở lên hoặc là 10 nghìn trở lên đấy, thì lúc đấy thì nó mới chia được nhiều đấy. Nhưng mà trong cái thời buổi mà đang thì khá là nhiều thông tin và khá là nhiều cái biến động này thì chúng ta nên chọn những cái dự án ở trên sàn, mình thấy là khá là tốt. Ok, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án Lounge Spa ở trên sàn Bybit, dự án OBX. Bạn nào mà chưa tham gia cái dự án OBX này thì các bạn tham gia nhé. Chuyển 100 USDT lên cho các bạn hô từ ngày 25 đến ngày 30. Các bạn sẽ nhận được một vé may mắn. Khi mà vé trúng thì các bạn sẽ nhận được là 3.000 token OBX nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này của mình nhé. Các bạn nhớ cái thời gian mà nó ấn này. Đấy. 6:30 đến 3:30 UTC này. Đấy. Các bạn nhớ cái ngày của mình để chúng ta vào ấn nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.